Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhau học từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề các cái loại chai, lọ đựng hàng, số lượng và các cái loại tiền trong cái khi chúng ta mua hàng. Và ở trong tiếng Anh ấy, thì các cái loại chai, lọ đựng hàng và số lượng và các cái mệnh giá tiền khi chúng ta mua ấy, thì sẽ được nói như sau. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Containers, quantities and money. Containers, quantities and money. Containers, quantities and money. Containers, quantities and money. Và từ vựng đầu tiên chúng ta sẽ làm quen ở trong cái chủ đề này, đấy chính là hộp hoặc là bìa đựng. Một cái đồ vật nào đấy thì hộp hoặc bìa đựng ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Carton. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là cuộn giấy hoặc là một cái cuộn gì đấy thì sẽ được nói như sau. Roll. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ miếng. Miếng thì ở đây là thông thường dùng cho miếng bánh hoặc là miếng cắn, hoặc là một lát, hoặc là ví dụ như là lát chanh hoặc là lát gừng vân vân ấy. Thì từ miếng hoặc là từ lát ở trong tiếng Anh ấy, thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Slice. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ cái dụng cụ để chúng ta đựng một cái mặt hàng nào đấy, ví dụ như là cốc thì dùng để đựng nước này, chiếc bình thì chúng ta có thể sử dụng để đựng xăng vân vân, và chiếc hộp thì cái dụng cụ đựng thì sẽ được nói như sau. Container. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ thùng hoặc là thùng giấy hoặc là hộp giấy để chúng ta chứa các cái đồ hàng ở phía trong. Thì thùng hoặc là hộp giấy thì sẽ được nói như sau. Box. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ góc hoặc là phần. Ví dụ như chúng ta ăn và chúng ta để cho người đi vắng một phần. Hoặc là chúng ta cắt một miếng bánh ra và chúng ta trừa cho một người nào đấy một góc thì chúng ta sẽ nói như sau. Peace. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ chai lọ. Và chai lọ trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Bottle. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là hộp chứa 6 lon hoặc là 6 chai. Ví dụ như một dây bồ húc thì có 6 lon đúng không ạ? Và một cái hộp như chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì chứa 6 cái chai bia. Và hộp chứa 6 lon hoặc là 6 chai thì sẽ được nói như sau. Six pack. Six pack. Six pack. Six pack. Six pack. Six pack. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ vựng một cái vật dụng chúng ta hay sử dụng để ăn, đấy chính là tô hoặc là cái bát để chúng ta đựng thức ăn. Và tô hoặc là bát ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Bowl. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là thực phẩm đóng gói. Và thực phẩm đóng gói ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Package. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ chai dầu xịt hoặc là lọ dầu xịt đấy. Tức là cái chai hoặc cái lọ mà có một cái đầu để chúng ta xịt
ví dụ như cái nước lau kính chẳng hạn thì nó sẽ có cái xịt xịt để chúng ta lau đấy. Và chai hoặc là lọ có đầu xịt thì sẽ được nói như sau. Pump. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là bình xịt. Cái bình xịt này thì có nhiều loại, ví dụ như cũng có loại sơn bình xịt này, hoặc là cái loại xịt mũi hoặc là dán vân vân ấy. Và cái bình xịt nói chung ấy, thì sẽ được nói như sau. Spray can. Spray can. Spray can. Spray can. Spray can. Các bạn chú ý này, khi các bạn theo dõi video của mình ấy, thì các bạn hãy nhìn lên màn hình, mình đã lấy hình ảnh minh họa và cho lên màn hình. Sau đấy mình đã ghi từ vựng, ghi cái ý nghĩa của từ vựng và ghi cái cách phiên âm của từ vựng. Và khi mình phát âm ấy thì các bạn cũng nên nhẩm lại theo cái cách phát âm của mình. Thông thường thì mình sẽ cho lặp đi lặp lại 4 hoặc là 5 lần cái cách đọc của một từ vựng nào đấy. Và các bạn cũng nên nhẩm lại 4 hoặc 5 lần như vậy thì sẽ giúp các bạn nhớ được từ vựng nhanh hơn này, nhớ được từ vựng lâu hơn và hiểu được sâu xa các cái điều chú ý của từ vựng. Và sau này khi các bạn đi thi ấy, thì các bạn sẽ không bị lo về cái phần từ vựng nữa. Và từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, ở đấy chính là phần từ vựng liên quan đến thỏi kẹo. Và thỏi kẹo ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm như sau. Stick. 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 Từ vựng tiếp theo đấy chính là từ tip. Ví dụ như là tip đánh răng, hoặc là cái tip kem vân vân ấy. Và từ tip ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Tube. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là tiền giấy đô la. Ở đây là tiền giấy đô la nói chung. Tiền giấy đô la thì nó có nhiều mệnh giá, ví dụ như 1 đô hoặc là 10 đô hoặc là 100 đô. Nhưng mà tiền giấy đô la nói chung thì sẽ được nói như sau. Dollar bill. Dollar bill. Dollar bill. Dollar bill. Dollar bill. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, ở đấy chính là hộp đựng. Ví dụ như chúng ta có cái ngăn đông đá của tủ lạnh đấy, chúng ta sẽ có nhiều cái hộp để chúng ta chứa thức ăn đúng không ạ? Và cái hộp đựng bằng nhựa hoặc là bằng inox vân vân đấy, mà nói chung là hộp đựng thì sẽ được nói như sau. Tub. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ gói. Ở đây thì có nhiều loại gói, ví dụ như gói kẹo, gói bánh vân vân ấy. Và từ gói nói chung thì sẽ được nói như sau. Pack. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ tiền xu. Và tiền xu ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Coins. 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 Từ vựng tiếp theo ở đấy chính là từ tập hoặc là từ xếp. Ví dụ như chúng ta xếp khăn ăn hoặc là xếp giấy ăn đấy. Và tập hoặc là xếp ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Book. 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 Từ vựng tiếp theo là một từ vựng liên quan đến tiền. Đấy chính là đồng penny. Và đồng penny ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Penny. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ túi. Ví dụ như túi sữa hoặc là túi bánh thì sẽ được nói như sau. Bag. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là thanh thanh hoặc là que. Ví dụ như là thanh kẹo hoặc là que kem. Thì ở trong tiếng Anh thanh hoặc que thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Ba. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ đồng, đồng xu hoặc là
Giá trị đồng xu này thì có giá trị là 5 sen. Và đồng xu giá trị 5 sen ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Nickel. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ vại hoặc là lọ hoặc là bình, thì sẽ được nói như sau. Jar. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ tách hoặc là từ cốc. Ví dụ như là tách cà phê hoặc là cốc nước chè, thì chúng ta sẽ nói như sau. Cup. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ đồng 10 sen, hay còn gọi là đồng 1 hào đấy. Thì đồng 1 hào hoặc là 10 sen ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Dime. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ lon. Ví dụ như là lon nước ngọt hoặc là lon bia thì chúng ta sẽ nói như sau. Can. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ cốc thủy tinh. Và cốc thủy tinh ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ nói như sau. Glass. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là đồng 25 xu. Và đồng 25 xu của Mỹ thì sẽ được nói như sau. Quarter. 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 Như vậy là các bạn vừa cùng mình tìm hiểu xong chủ đề các cái loại chai lọ đựng hàng, số lượng và các cái mệnh giá tiền khi chúng ta đi mua hàng. Và hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Trong lúc các bạn xem video, nếu các bạn thấy video của mình có ích, các bạn có thể bấm like và chia sẻ video giúp mình. Nếu như các bạn có vấn đề gì cần góp ý hoặc là thắc mắc thì các bạn vui lòng comment vào phần dưới video, mình sẽ theo dõi thường xuyên và sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách nhanh nhất có thể. Một lần nữa thì mình mong các bạn hãy đăng ký subscribe kênh YouTube của mình và nhấn vào hình chiếc chuông để khi mình up video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo và các bạn sẽ là người đầu tiên được vào xem video của mình. Và mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.